Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta đổi chủ đề một chút đi. Đây sẽ không phải là một video nói về việc học văn nữa, mà sẽ là một vlog đời thường của cô Sương Mai. Bởi vì cô nhận ra là ngày hôm nay sẽ là một ngày làm việc khá là căng thẳng và khá là đặc biệt, nên là cô cũng muốn được chia sẻ với tất cả các bạn. Bởi vì hiện tại thì cô không ở Hà Nội mà cô đang ở Phú Quốc cơ. Cô vừa bay đến Phú Quốc hôm qua. Ngoài kia là biển nhưng mà nắng quá nên là không ra được. Chiều nay thì cô sẽ có một buổi dẫn. Sau đó thì đêm nay thì cô sẽ lên máy bay để quay trở về Hà Nội luôn, để có thể là kịp ca dạy vào lúc 4:30 sáng mai theo giờ hẹn với tất cả các bạn. Với các bạn tham gia các lớp của cô thì 4:30 sáng thứ năm hàng tuần sẽ là buổi chữa đề thi thực, và cô cũng không muốn bỏ lỡ nên là cố gắng hạn chế nhất có thể là phải nghỉ, trừ khi là có thể sắp xếp lịch dạy bù thôi, còn cô sẽ không muốn nghỉ ở giai đoạn này. Vì thế nên là ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày khá là căng thẳng đấy các bạn ạ. Các bạn hãy thử đồng hành cùng với cô xem là ngày làm việc của cô Sương Mai sẽ như thế nào ở Phú Quốc và Hà Nội các bạn nhé. Get go! Cô vừa đi tổng duyệt về và cô không muốn ăn buffet ở khách sạn lắm, nên là quyết định là ăn bánh ngọt và uống cà phê. Nhưng mà để giữ họng, cô đã quyết định bỏ tất cả đá ra ngoài. Mời các bạn ăn trưa vụ với cô nhé. Cô sẽ có khoảng bây giờ là 11:39, 12:30 là phải xuống sảnh. Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khách quý, các vị khách mời và các vị chuyên gia cùng toàn thể các bạn KOC của cuộc thi KOC Việt Nam 2022 đã có mặt tại Vinpearl Resort and Spa Phú Quốc ngày hôm nay. Cùng các bạn thí sinh xuất sắc nhất đến từ KOC Việt Nam 2022. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta cùng đã theo dõi một đoạn video, và rất may mắn và tình cờ khi mà đoạn video này cũng đã được phát lên một cách trọn vẹn nhất, để tất cả chúng ta có thể được sống lại trong những cảm xúc mà chúng ta đã có, trong những trải nghiệm mà chúng ta đã từng đi qua. Mình tin rằng là 2 tháng vừa rồi, bao gồm cả những giây phút như vừa rồi, có thể là những sự cố nho nhỏ như vậy cũng có thể trở thành kỷ niệm, có thể trở thành trải nghiệm, có thể trở thành những tiếng cười khó quên đối với các bạn. Và mình cũng tin rằng là hành trình tìm kiếm quán quân của KOC Việt Nam 2022 đã khép lại. Những hành trình để các bạn vươn tầm trở thành những KOC tầm cỡ quốc tế thì có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Kịp lên thay quần áo, trắng qua người thôi, chứ còn chưa kịp tẩy trang luôn. Trên đường về nhà, chắc là về nhà nghỉ ngơi một xíu xíu rồi sẽ đến giờ dậy buổi sáng. Hôm nay được trùng ra sân bay rồi.
Cuối cùng thì cũng đã về nhà, về phòng làm việc thân quen, chuẩn bị đến giờ livestream luôn. Hello, bây giờ là 4:18. Cô đã mở phòng Zoom nhưng mà cũng chưa có bạn nào tham gia cả. Chắc là giờ này các bạn mới đang chuẩn bị dậy rồi đánh răng các thứ để có thể vào học ca sáng lúc 4:30. Hôm trước thì cô cũng vừa mới chia sẻ với các bạn trong lớp về chuyện đấy, là cô cảm giác là ở giai đoạn này có những bạn vẫn có vẻ như là vẫn hơi lười, hay là vẫn cảm thấy là mình bị sự trì hoãn nào đó nhất định. Nên là mặc dù là vào 4:30 sáng nhưng có những hôm chỉ có 40-50 bạn hay là 70 bạn xem được trực tiếp thôi. Các bạn hầu như là đều chọn cách xem lại, mà xem lại thì sẽ bị lười hơn này. Rồi có khi là mình lại bỏ qua, mình còn không xem lại nữa, thì nó rất là phí. Nên là bản thân cô cũng rất là mong muốn là ở giai đoạn này cô dành cho các bạn rất là nhiều, thì các bạn cũng tận dụng cô. Các bạn hãy cố tận dụng tất cả những cái tài nguyên và thời gian mà cô dành cho các bạn, tâm huyết cô dành cho các bạn, kiến thức mà cô dành cho các bạn, để chúng ta có thể là sẽ đạt được những cái hiệu quả tốt nhất. Bảo là cô có mệt không, ví dụ như ngày hôm nay di chuyển liên tục các thứ như thế, đến giờ này vẫn chưa có ngủ thì mệt chứ. Nhưng mà với cô thì thực sự là nếu như mà các bạn nhận được những cái giá trị tốt và các bạn cố gắng nỗ lực thì đây là một cái sự cống hiến nó hoàn toàn xứng đáng thôi các bạn ạ. Nên là cô mong là các bạn sẽ có thể hiểu được lòng cô, chúng ta hiểu được lòng nhau, chúng ta hiểu được sự nhiệt huyết và sự tin tưởng mà chúng ta đặt cho nhau, để chúng ta có thể cố gắng quyết tâm đến cuối cùng các bạn nhé. Đối thủ lớn nhất của mình là chính mình, nên là phải chiến thắng được sự trì hoãn lười biếng, hay là chiến thắng cả cái cảm giác tự ti về bản thân mình nữa nha. Có cô ở đây ở bên cạnh các bạn, còn 3 tuần nữa thôi chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đích ha. Có lẽ là vì lúc này thì sẽ tạm khép lại tại đây thôi. Bây giờ thì cô sẽ chuẩn bị dạy học, sau đó thì là cô sẽ đi ngủ, rồi đến trưa lại bắt đầu dậy để có thể xử lý tiếp các công việc khác. Mong rằng là thông qua một vlog ngắn như thế này, các bạn có thể hiểu hơn về cô cũng như là những ngày làm việc ở giai đoạn này của cô. Thực ra giai đoạn này cô cũng ưu tiên việc dạy là chính thôi. Một số việc ví dụ như là cái đợt công tác này rất là ngắn ngày thì cô mới nhận, và của những người rất là thân quen thì cô mới nhận. Còn bây giờ thì là sẽ gạt hết tất cả để có thể là tập trung cho các bạn. Vì thế các bạn cũng hãy tập trung tối đa cho việc học các bạn nhá. Cố gắng lên, hãy kỷ luật, hãy chăm chỉ, hãy quyết tâm, và đó chính là chìa khóa để chúng ta giành chiến thắng nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng cô Sương Mai trong vlog từ Phú Quốc đến Hà Nội. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.